Xin chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin trong nước được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Công an thành phố Hải Phòng mới đây đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chuyên án triệt xóa ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao tại khu đô thị Ao City thành phố Hải Phòng. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh trưởng phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng báo cáo tóm tắt quá trình lập đấu tranh chuyên án những yếu tố tác động ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh chuyên án và một số bài học rút ra trong đấu tranh chuyên án theo đó dự án khu đô thị al city do công ty trách nhiệm hữu hạn hiệp phong việt nam là chủ đầu tư công ty hiệp phong là doanh nghiệp 100% vốn hồng kông trung quốc chủ tịch hội đồng quản trị công ty là ông peter ong hay còn gọi là a hoàng sinh năm 1964, quốc tịch trung quốc Công ty Hiệp Phong được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép thành lập số 2484 ngày 31 tháng 5 năm 2005 và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30 tháng 6 năm 2008, vốn điều lệ 25,5 triệu đô la Mỹ. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trong khu đô thị Ao City có 13 tài khoản đường truyền internet do công ty Hiệp Phong đứng tên và 12 người nước ngoài là nhân viên công ty Hiệp Phong tạm trú, để có đủ căn cứ khẳng định trong khu đô thị AOC City có tổ chức đánh bạc, Công an Hải Phòng đã có thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ và phối hợp với Cục A05 áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ. Tuy nhiên, do quy mô tính chất vụ việc rất phức tạp liên quan đến hoạt động đầu tư của nước ngoài, nên A05 và Công an Hải Phòng đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án do Cục trưởng A05 Nguyễn Minh Chính làm trưởng ban, Phó Cục trưởng A05 Lê Xuân Minh, và Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đào Quang Trường làm phó ban. Các thành viên ban chuyên án là lãnh đạo, cán bộ phòng 4, cục A05 và phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Hải Phòng. Đúng 14 giờ 5 phút ngày 27 tháng 7 năm 2019, Ban chuyên án quyết định phá án, 9 tổ công tác triển khai đồng loạt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ tấn công, khống chế các đối tượng. Ban chuyên án đã kiểm soát hiện trường, không để các đối tượng có điều kiện xóa bỏ chứng cứ, tiêu hủy tăng vật, mọi hoạt động ra vào khu đô thị Ao City được thắt chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kết quả kiểm tra phát hiện 395 đối tượng người Trung Quốc, 3 công dân Malaysia điều hành hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi sổ số Trung Quốc, đặt cược thể thao, game bài. Số tiền người chưa tham gia đặt cược khoảng 4,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12.600 tỷ đồng ban chuyên án đã thu giữ 301 máy tính sách tay, 257 ổ cứng, gần 2.600 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận được thuê sang Việt Nam, đưa vào khu đô thị để quản trị, điều hành các trang web tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc, cá cược trực tuyến nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Trung Quốc. Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Công an Hải Phòng phối hợp với Cục A05, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Công an Lạng Sơn bàn giao 395 đối tượng và 57 thùng tăng vật tài liệu tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận điều tra xử lý theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Được biết, sau đó phía Trung Quốc đã có thông báo đã chuyển viện kiểm sát khởi tố, truy tố 267 trên 395 đối tượng. Chuyên án trên được đánh giá là chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chuyên án tiêu biểu của lực lượng an ninh cũng như của Công an thành phố Hải Phòng. Ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong đấu tranh chuyên án, nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng 5 tập thể, 5 cá nhân. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trao giấy khen tặng 35 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án. Theo đánh giá, chuyên án đã áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an một cách nhuẩn nhuyễn, mang lại hiệu quả cao nhất. Kết quả đấu tranh chuyên án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ chính trị, pháp luật, Nghiệp vụ và ngoại giao, chuyên án cho thấy thành phố Hải Phòng đã và đang là địa bàn mà các đối tượng là người nước ngoài thâm nhập để tiến hành các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, được Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét và quyết định tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương xác định ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh từ vi phạm này nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm khuyết điểm trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Cơ quan kiểm tra cũng chỉ ra trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên. Trách nhiệm đó thuộc về các ông Trần Đức Quận, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và Trần Văn Hiệp, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đã bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự. Những người có trách nhiệm liên quan còn có Huỳnh Đức Hòa, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Đình Văn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Đoàn Văn Việt, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra Ủy ban kiểm tra Trung ương còn xác định có trách nhiệm của các nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm Đặng Trí Dũng, Nguyễn Văn Yên, các tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm S cùng các ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Sơn, Bí thư huyện ủy Lâm Hà, Bùi Sơn Điền, Nguyên Bí thư huyện ủy Đức Trọng, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Phương, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Liên quan đến những vi phạm trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn có trách nhiệm của Đảng, Đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 và ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ cùng một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh báo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân các tỉnh nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, 2016 đến 2021, 2021 đến năm 2026. Đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025. Các cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo gồm Huỳnh Đức Hòa, Trần Đình Văn, Đoàn Văn Việt, Đặng Trí Dũng, Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Huỳnh Ngọc Hải, Bùi Sơn Điền, Lê Quang Trung. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và ông Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Sơn, Trần Phương. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015 đến 2020. 2020 đến năm 2025. Ban cán sự Đảng thanh tra chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 và ông Lê Minh Khái. Cơ quan này cũng yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đang tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền